Xin chào người đẹp. Lâu quá không gặp. Ủa mà sao ngồi đây một mình ngồi chơi. Mặt mũi trầm tư quá vậy. Trời ơi, hôm nay hẹn bạn mà bạn không tới. Cho leo cây rồi. Nhưng mà nắng quá em ngủ lúc mình em đi sau. Anh đi đâu? Anh có việc đi ngang qua đây mà thấy ai quen quen ghé lại gần thì ra là em. Mà thấy đang có việc gì hay sao mà anh nhìn từ xa thấy mặt trầm tư lắm. Đang không biết xử lý làm sao. Em đưa 3 bộ đồ rồi, khách hàng không có lựa được bộ nào hết. Mà mai bắt đầu event rồi. Khổ ghê, bây giờ có một cái bộ khách chịu á, thì ở ngoài Hà Nội anh coi cái bộ này nè. Bây giờ sếp đến đây cũng phải 3 ngày mới tới đâu kịp đâu. Vậy em biết làm sao, khách khó quá. Cái bộ này anh nhớ có một nơi có đó. Đây để anh cho em số. Ui có hả? Chỗ anh này nhiều đồ lắm. Đây để em chụp lại. Nè. Đó. Ôi, cảm ơn anh. Em thử liên lạc xem có không nha. Dạ em cảm ơn anh nha. À anh uống gì để em mời. Em ơi. Thôi để anh tính cho. Sao? Hôm nay gặp người đẹp để cho anh mời. Với cả anh mời em một cái bánh luôn. Đây bánh ngon lắm. Trời ơi anh vừa giúp em mà còn mời bánh mời nước em cũng thối ngại lắm. Có gì đâu, người đẹp có quyền mà. Tức là đẹp là sẽ được người ta mời ăn vậy hả ta? Thích quá hả? Tay bị sao vậy? Rồi hồi nãy em dắt xe mà cái bãi xe đông quá. Em lỡ bị ngã xe. Rồi quẹt vô. Ui em hô vang cứu không ai cứu hết trơn. Cái xe nó đè một lúc luôn. Ủa dễ sợ. Chắc là lúc đó em đang mặc áo chống nắng đúng không? Biết bùng hết đúng không? Không ai nhận ra đúng không? Thì đúng rồi, tại vì nắng mà. Em che kỹ lắm sợ đen. Vậy á, nên người ta mới không giúp. Lần sau á, em thử cởi áo chống nắng ra. Mặt mày xinh đẹp. Anh đảm bảo á, các anh lại liền. Bây giờ là cái đẹp mới được cứu hả? Thôi là mốt té xuống một cái là lột ra hết cái. Cứu tôi với hả? Mình đẹp mà, mình đẹp mình có quyền. Vậy ha. Lời khuyên này nghe cũng có hợp lý á. Tức là đẹp là có quyền hả? Đúng rồi, mình đẹp là mình được sâu ra. Thì các anh thấy các anh mới nhớ. Còn các chị thì sao? Có thiện cảm hơn cũng giúp đúng không? Đúng rồi, rõ ràng là như thế. Trời ơi, đẹp có lợi thế vậy ha ta vậy. Mà muốn ra được phải make up kỹ xíu. Ra được là phải đẹp. Em sẽ cân nhắc về lời đề nghị này. Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Quán Quen Chuyện Chất 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Và ngày hôm nay khách mời đến với Quán Quen Chuyện Chất đó là diễn viên người mẫu điển trai Dương Hoàng Anh. Xin chào Ngọc Nhi, xin chào khán giả của Quán Quen Chuyện Chất. Dương Hoàng Anh hoạt động lâu năm trong lĩnh vực người mẫu diễn viên và anh còn được mệnh danh là ông hoàng quảng cáo. Có những dấu ấn nhất định trong vai trò người mẫu, Dương Hoàng Anh tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và có các vai diễn trong phim như Những Thiên Thần Áo Trắng, Chuyện Tình Đảo Ngọc, Phía Cuối Cầu Vồng, Thủ Tướng, Scandal được công chúng quan tâm. Hôm nay thì mình sẽ trò chuyện về cái chủ đề đó là đẹp có quyền, giống như cái tiểu phẩm tình huống lúc nãy mình vừa diễn với nhau. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nha, ví dụ trong trường hợp mà hôm nay em không make up, không mặc đồ đẹp nha, anh có giúp em không? Thứ nhất là cái sự thu hút ấy, thì có thể em mặc đồ nổi ấy, thì anh có nhìn thấy thì anh sẽ giúp. Tức là muốn giúp ai trước tiên phải nhìn thấy người đó đã. Đúng rồi. Nên phải nổi, phải thu hút đã. Hèn gì người ta mới nói người đẹp có đặc quyền là vậy đó. Đúng rồi. Để hôm nay mình trò chuyện nhiều hơn về những đặc quyền của phái đẹp ha. Nhắc đến câu chuyện về nhan sắc thì anh có nghĩ rằng là trong cuộc sống hàng ngày của mình á, việc mà chúng ta có nhan sắc, có ngoại hình nó sẽ mang đến nhiều điều thuận lợi hơn hay không? Anh nghĩ là có. Nếu mà có nhan sắc thì em đi xin việc, cái nhìn ban đầu cũng sẽ có cảm tình nhiều hơn. Hơn nữa là nếu như mà em có nhan sắc thì em đi đến đâu, em gặp ai, em cũng có một cái sự tự tin nhất định. Bởi vì là mình biết cái nhan sắc của mình thì mình gặp người này người kia mình sẽ tự tin hơn. Đúng là khi mà tự tin là mình sẽ có một cái thần thái khác hẳn. Vậy thì đối với nghề nghiệp của anh làm lĩnh vực nghệ thuật thì ngoại hình, nhan sắc nó sẽ quan trọng ra sao? Như anh đi ha, từ khi vào làm nghề đến giờ, ví dụ như trong nghề người mẫu đi, cái chiều cao, một cái số đo, một cái dáng gương mặt phải đạt cái tiêu chuẩn, thì đấy cũng như là cái tấm vé đầu tiên để mình có thể bước chân được vào nghệ thuật. Điều kiện cần. Đúng rồi, khi mà em có ngoại hình đẹp
Thường thường em sẽ được đóng những cái vai nhà giàu, vai đẹp trai. Thế còn những cái vai mà nghèo, khổ hay là này kia là em không có được giao đâu. Có phim nhiều nè, em thấy anh đóng vai đại gia, xong rồi đểu đểu, đúng, phụ bạc. Thì đó, cái vẻ bề ngoài của mình ấy, cũng quyết định một phần nào đấy cái hướng đi trong cái ngành nghệ thuật. Có bao giờ anh áp lực đạo diễn cứ cho tôi đóng vai đẹp nên là tôi cũng phải chăm chút ngoại hình hơn? Với anh nha, cái điều đấy nó không phải là một áp lực, nhưng nó cũng là cái bộ mặt, gọi là cái công cụ làm nghề của mình á. Mình phải tôn trọng khán giả coi phim mình, khán giả yêu quý mình. Có bao giờ anh có cảm giác rằng có lẽ là mình được chọn vai này bởi vì mình hợp về ngoại hình, chứ không phải họ ưu tiên chọn mình vì diễn xuất? Anh có bao giờ anh lo cái điều đó không? Có chứ, hồi anh mới vào nghề á, mình cũng có những cái ý niệm đấy trong đầu là chỉ là đẹp nên được chọn. Vì là có những cái ý niệm như thế nên mình càng phải cố gắng hơn nhiều nữa trong cái diễn xuất của mình. Cố gắng mình khẳng định là ngoài cái đẹp thì mình còn có khả năng truyền tải được cho khán giả những cái vai diễn tốt, những nhân vật tốt dựa trên cái vẻ bề ngoài, cái nét đẹp của mình. Khi bạn có một ngoại hình đẹp, chắc chắn bạn đã tự tin hơn rất nhiều rồi. Và một vẻ ngoài đẹp, chỉnh chu sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho chúng ta. Nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều những thách thức mà một người đẹp phải đối mặt. Đó là gì? Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với Ngọc Nhi và Dương Hoàng Anh nhé. Mình đã nói về vẻ bề ngoài, về sự xinh đẹp đấy em. Em thì em thấy anh đẹp trai rồi đó, nhưng mà có vẻ đẹp không? Anh vẽ chắc là không đẹp. Đúng là không ai toàn vẹn cả, ông trời đâu trai hết cái gì. Nên là bây giờ mình chơi ngay một cái trò liên quan đến vẻ đẹp. Ok. Nói thật là ngày xưa thì cũng có vẽ chút chút, lâu quá rồi không có cầm bút, không biết vẽ nổi không. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách được mang tên là tốt ký. Xin mời mọi người sẽ cùng theo dõi luật chơi. Mỗi người chơi nhận được một tờ giấy chia thành 28 ô nhỏ tương đương với 28 từ khóa. Từ khóa sẽ được đọc lần lượt theo thứ tự. Khi nghe tên từ khóa, người chơi sẽ vẽ tốt ký một cách nhanh nhất. Người chơi không được dùng chữ để viết từ khóa đó. Sau khi hoàn thành 28 từ khóa, chương trình sẽ hỏi mỗi người 10 số bất kỳ. Người chơi sẽ phải trả lời chính xác từ khóa đó. Ai là người có nhiều đáp án chính xác hơn sẽ là người giành chiến thắng. Anh hiểu rõ luật chơi chưa? Rồi, anh hiểu rồi. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị sẵn sàng ha. Trái táo, hoa hồng, lửa, mây, búp bê, sách, mưa đá. Ngọc Nhi trả lời trước, số 7. Số 7? Mưa đá. Yeah. Số 8. Đồng hồ. Số 26. Bức tranh. Số 12. Rong biển. Đúng rồi. Số 13. Điện thoại. Yeah. Số 6 cũng nhìn ra hay ghê. Số 5. Số 5 búp bê. Số 16 bông hoa lại. Số 20. Số 20 cá hộp. Hay rồi, không vẽ được cái đó luôn. Số 25. Em bỏ trống, em không vẽ kịp. Số 6. Số 6, quyển sách. Số 22. Trời ơi, vẽ cái gì vậy trời? Vẽ cái gì luôn á? Số 22 hả? Mẹ không biết nữa, vẽ không nhìn không ra. Hoàng Anh biết số 22 là gì không? Ảnh chụp. Số 15. Số 15, kẹo bông. Ồ, đúng rồi ha. Số 3. Ủa. Số 11. Số 11 là xương rồng. Mấy cái em thấy cũng vẽ đâu?
Trời ơi, tức nè, hỏi 24, 25, 26 thì anh thua liền. Bởi là anh hên thôi. 18 anh cũng không vẽ được hả? Không, 18 anh vẽ được đấy. Đây là cái tên lửa nè. Trời ơi, cái tên lửa. Ôi trời ơi, mọi người ơi, cái tên lửa gạch vậy là cái tên lửa hả? Đúng rồi đó. Tưởng đâu anh vẽ đẹp lắm. Đó. Ai ngờ anh vẽ còn khó nhìn hơn cả em nữa nè trời. Mọi người nhìn đi. Chắc tại trí nhớ của em kém thôi, chứ em vẽ coi được hơn mụ. Chắc chỉ sợ luôn, ảnh vẽ cái gì cũng có hình tròn, cái dấu chấm hết á. Và bây giờ sẽ là phần quà dành cho người chiến thắng, thứ mà em khao khát nhưng không thể có được. Xin mời. Đây. Tức lắm nhà, muốn có lắm mà không được á, xin mời thank anh you. Rồi đây, dễ thương không? Ba mang quà chia, chia sẻ đi hả? Vậy hai cho em mấy cái hả? Rồi ba cái được rồi, em cảm ơn. Nãy giờ mãi mê nói chuyện và tham gia thử thách mà mình quên uống nước. Xin mời khách mời của em. Nước hơi hơi tan xíu rồi. Mấy món nước này là rất là bổ dưỡng, thanh dọc để chuẩn bị mình nói chuyện với nhau tiếp nè. Ok. Chúng ta nói về những cái đặc quyền, những cái ưu điểm khi mà chúng ta có một ngoại hình đẹp và thuận lợi trong công việc, trong cuộc sống rồi đúng không? Bây giờ đến thách thức. Ui, người đẹp cũng có nhiều thách thức lắm á nha. Đây sẽ là những thách thức có thể gặp phải. Mình sẽ cùng bốc thăm và phân tích nha. Em mời anh trước. Đẹp thì lúc nào cũng được ưu ái rồi, chả cần phải cố gắng nhiều làm gì. Anh nghĩ là những cái người họ chỉ biết được cái sự cố gắng của tức là phía mình thôi. Chứ ít khi họ đánh giá hay là họ chấp nhận cái sự cố gắng của người khác. Mấy người đẹp chắc đào hoa lắm, lúc nào cũng có người theo, mà coi chừng lắm mối tối nằm không. À đúng thật. Ví dụ như là thấy em đẹp quá, nhiều anh muốn nhảy vào cua, nhưng mà các anh nghĩ là ôi, đẹp này thì chắc chắn là có người yêu rồi. Tức hả? Thế là thôi, trái nào cua cả. Nên cũng có nhiều người đẹp mà không ai cua thật đó. Với cả nhiều khi đẹp quá, người ta không dám cua. Không tin là người đó tốt đó. Đẹp vậy chắc không chung thủy đâu ha. Thứ nhất là người ta nghĩ như vậy. Thứ hai là người ta bị mất sự tự tin. Không xứng à? Đúng rồi, người ta nghĩ người đẹp quá, người ta không xứng. May quá em không có đẹp đến mức như vậy. Đỡ ghê. Em chọn tiếp nha. Ủa nhìn như này mà học được thế á? Ngày xưa như em nói với anh ha, em học rất là giỏi luôn. Em học sinh giỏi nhiều năm liền mà giỏi nhất trường nữa nha. Đến lúc mà em đi làm MC á, mặc định như thế nào? Cái khi mà biết em á là cũng đang học tiếp lên cao học á, kiểu cũng rất là bất ngờ. Và ai cũng hỏi là ủa em đang học nhiều vậy á hả? Nhìn em giống đất học lắm hả mọi người? Thì đấy là cái định kiến ngày xưa thôi. Bây giờ anh thấy người đẹp và giỏi nhiều lắm. Những cái người mà thành công, họ thành công được là bởi vì họ giỏi. Chỉ có cái nhan sắc thì không thể nào thành công được. Trải qua mọi người định kiến cho họ là như vậy thôi. Có nhiều người họ quá chăm chút vào cái sắc đẹp bởi vì họ đẹp. Đôi khi họ quên mất tập trung cho cái phần tri thức. Rất nhiều người đẹp, rất thông minh, rất giỏi. Và cái đấy là một cái định kiến mà anh nghĩ là xã hội cần phải nhìn lại. Có một số trường hợp em thấy là các đạo diễn họ lo ngại nếu mà diễn viên quá đẹp, quá hot thì mọi người sẽ đổ dồn sự tập trung vào diễn viên đó mà không quan tâm đến cái câu chuyện đang xảy ra trong cái bộ phim này, nên sẽ bị ảnh hưởng đến những cái tuyến nhân vật khác nữa. Anh có thường thấy những bộ phim của mình gặp phải vấn đề đó không? Có nhiều trường hợp bị khán giả mặc định hay là đóng khung với cả cái hình thái, cái vai diễn đó. Có nghĩa là cái người đó mà xuất hiện là người ta nghĩ là à, ông này là công tử con nhà giàu rồi. Đến lúc sang một cái vai khác, cứ cái mặc định người ta ghép vào, người ta không tin đã làm vào một cái vai diễn khác rồi. Nên diễn không ra được đúng không? Đúng rồi, nhiều khi là bị cái gọi là cái chụp mũ ban đầu á, nó cũng rất là khó cho diễn viên. Dạ, giống như có mấy người mà đóng vai ác nhiều á, vừa vô phim khác nhìn chắc chắn đúng đây rồi, là ông này ác rồi. Đúng rồi. Đóng vai hiền người ta không tin. Dạ. Người ta cũng không nghĩ là vai hiền. Dạ. Người ta mặc định như thế luôn. Những định kiến, những áp lực dành cho những người đẹp, những người có ngoại hình luôn rất nhiều. Và những người này thì cũng gặp khá nhiều những áp lực bên cạnh những ưu điểm và những thuận lợi trong công việc cuộc sống. Họ phải cố gắng, phải nỗ lực và chứng minh cho mọi người thấy họ có thực lực và đạt được vị trí đó bằng chính khả năng của mình, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Bởi vậy mới thấy được rằng đẹp cũng khổ đúng không ạ? Để chứng minh cho mọi người thấy anh em mình không chỉ có nhan sắc mà còn phải có trí tuệ thì mình sẽ tham gia một thử thách trí tuệ. Đừng nói thế, tí nữa để chơi. Quê đúng không? Được chơi, như sau. Khi đến lượt chơi của mình, mỗi người chơi sẽ được rút hai quân cờ bất kỳ. Nếu hai quân cùng màu, người chơi sẽ được thêm một lượt rút.
Nếu sai, đặt quân cờ trở lại vị trí ban đầu và người chơi tiếp theo sẽ bắt đầu trò chơi cho đến khi không còn quân cờ trên bàn cờ. Sau khi hoàn thành, ai lấy được nhiều quân cờ hơn sẽ là người giành chiến thắng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Tôi xì ai trước? Thôi mời em đi trước. Nữ mà đẹp mà đẹp, có quyền. Đúng rồi. Rồi, em sẽ chọn nha. Đen. Rồi, ok. Ai thôi. Anh mà hên vậy. Rồi, được chọn tiếp một lượt nữa đây. À, đâu có may mắn hoài được. Đúng rồi, sao may mắn vậy nhỉ? Em nha. Quen. À, biết. Trắng hả? Quen đã. Đúng rồi, em nhớ mà. Đã nhớ con nó rồi. Tại sai sao? Em nhớ nhớ rồi. Trời ơi, hên vậy. Hên rồi đấy em ơi. Màu đen. À. Màu đỏ. Ủa? Này đâu ra nhỉ? Sao có thể là như vậy chứ? Đừng lên, hai trái còn lại chừa em. Mình hên này. Cái này hên anh không có nhớ gì đâu này. Đó. Anh nghe thôi mà. Là sao vậy? Sao mãi hên thôi, cái trò này chơi hên mà. Đã chơi là hên thôi mà. Thôi khỏi đếm luôn đi. 1, 2, 3, 4 thôi. Còn bao nhiêu anh lấy hết rồi. Thôi anh thắng rồi, nhấp anh rồi. Nghĩ không chơi với anh nữa thôi được rồi. Phần chơi này không có quà mà có hình phạt đó. Em đâu có biết diễn xuất đâu. Trời ơi, đâu phải là diễn viên đâu. Tại sao bắt tôi diễn xuất? Trời ơi. Bắt diễn xuất cái gì mới được chứ? Nếu như mà anh ga lăng thực sự đó, anh có thể giúp em á, em sẽ cho anh biết diễn cái gì. Diễn à? Được thôi, em đẹp em có quyền mà. Cảm ơn anh. Hình phạt đó chính là phải khoe khoang về nhan sắc của mình, diễn tả một cái nét tự tin kiêu hãnh vì mình đẹp á. Tự tin kiêu hãnh vì mình đẹp? Mình cứ ngồi yên thôi, bởi vì mình đẹp sẵn rồi. Dễ ăn thì sao? Giúp giúp gì thôi à? Không cần nói gì luôn hả? Có, mình đẹp đâu cần nói gì. Đẹp chỉ cần im lặng và tỏa sáng đó anh. Đúng rồi. Anh làm thêm một vài hành động mà kiêu kỳ chảnh chọe lên xí đi. Giờ anh là gọi là trung niên rồi. Hết là người mẫu rồi. Không có diễn mấy cái nét hot boy cho choi đúng không? Đúng rồi, kiểu là bị đầm tính xuống á. Ngày xưa mình cũng làm thích cho choi choi nhoi 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 đúng không? Vậy là ngầu. Đấy, kiểu thế. Giờ thì mình đi đâu mình cũng chỉ nhẹ nhàng điềm đạm. Đúng là diễn cái nét đẹp trai người ta hay vuốt tóc anh hả? Cái miệng cũng phải trề trề dẫn dẫn vậy hả? Mình đang ngốc nhất. Rồi, cảm ơn anh đã cứu em phần này. Em nếu con gái nha, mẹ bị phạt em diễn như thế này. Dễ thương. Rồi, hoàn thành thử thách. Rồi, xong. Trong phần 3 này chúng ta sẽ cùng nhau nói về có nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài hay không. Anh có nghĩ rằng vẻ bề ngoài của một người, sự xinh đẹp của một người cũng phản ánh được phần nào cái nét tính cách bên trong không? Có. Bởi vì tâm mình sao thì sẽ bộc lộ ra ngoài như vậy. Sinh tướng hả? Đúng rồi. Tâm sinh tướng mà. Dạ. Thì những cái người mà có cái năng lượng tốt đẹp, có cái vẻ ngoài
thu hút, hiền hậu, dễ mến. Thì cái tâm họ như vậy nên là cái gương mặt hay là cái cách tiếp xúc của họ cũng bộc lộ ra được cái điều đó. Anh có nghĩ rằng là xã hội ngày nay có quá nhiều những cái áp lực và buộc chúng ta phải đẹp và luôn đẹp không? Về bản thân anh ấy, thì ngày trước anh có cái áp lực đấy, nhưng bây giờ thì anh không. Anh cứ sống làm sao thoải mái, làm sao có ích với cộng đồng, với mọi người. Theo anh Dương Hoàng Anh thì có cách nào để mình giảm bớt được cái việc mình đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và những cái định kiến nó hay nảy lên trong đầu của mình hay không? Mình làm sao để tự bản thân mình nhắc nhở mình là không đừng đánh giá người ta? Có một cái cách là khi mà mình tiếp xúc với một ai ấy, thì mình cần có thời gian để mình hiểu người đó. Bởi vì thời gian mới là từ những cái hiểu này đến những cái hiểu khác. Khi mình tiếp xúc với một người đủ lâu, có nhiều sự việc xảy ra thì mình mới hiểu cái con người đó được. Còn cái nhìn ban đầu mới tiếp xúc với nhau thì anh nghĩ là rất khó để mà hiểu hết một con người. Tức là mình phải tự đặt ra cho bản thân mình một cái giới hạn về thời gian và đánh giá một người phải thông một quá trình. Em thấy có một cái rất quan trọng nữa, đó là chúng ta nên nhìn vào kết quả nhiều hơn. Mình sẽ đánh giá công tâm dựa trên kết quả, chứ đừng thiên vị vì nhan sắc mà mình lại yêu cầu người đó làm cao hơn hay là mình ưu ái cho người đó hơn. Thưa quý vị, thay vì đặc quyền sở hữu nhan sắc thì được ưu ái thuận lợi, thì những người có đặc quyền đó họ cũng luôn muốn mọi người sẽ nhìn nhận một cách công tâm nhất về nỗ lực, về sự cố gắng của cá nhân họ. Và chắc chắn ai cũng muốn được mọi người công nhận rằng tôi tốt gỗ hơn tốt nước sơn, và tôi thành công không phải vì vẻ bề ngoài, đúng không ạ? Nên là tất cả chúng ta vừa chăm chút vẻ bề ngoài, vừa tạo cho mình tri thức nè và nội tại bên trong thật là vững mạnh để có thể làm tốt công việc và đạt được thành công mọi người nhé. Xin được cảm ơn anh Dương Hoàng Anh đã cùng đến với Quán Quan Chuyện Chất và có những chia sẻ rất là thú vị, những góc nhìn của một nam nhân cũng có vẻ bề ngoài đẹp và nhìn nhận về phái đẹp, những thuận lợi và những bất cập nữa. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Nhi, xin cảm ơn Quán Quan Chuyện Chất. Chúc cho quý vị khán giả có một buổi cuối tuần thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Quán Quan Chuyện Chất cũng đã hết rồi ạ. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và hãy ghi nhớ khung giờ phát sóng của chương trình để cùng gặp lại Ngọc Nhi và các khách mời đặc biệt nhé. Đó là 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Còn bây giờ Ngọc Nhi và diễn viên Dương Hoàng Anh xin được nói lời chào và chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Bye bye. Chào.